Với lịch sử hình thành trên 100 năm, nghề muối Bạc Liêu xuất hiện đầu tiên và có diện tích lớn nhất tại huyện Đông Hải. Trải qua bao thăng trầm, các cánh đồng muối Bạc Liêu ngày càng bị thu hẹp diện tích đáng kể. Thế nhưng nơi đây vẫn còn nhiều diêm dân tâm huyết bám giữ ngành nghề truyền thống. Chia sẻ với lao động, một số diêm dân gắn bó trên dưới nửa thập kỷ với nghề làm muối ở huyện Đông Hải cho biết, nghề làm muối được kế truyền từ 4 đến 5 thế hệ. Bà con cũng thấy rõ nỗi vất vả, thiệt thòi của cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thế nhưng cũng nhờ nó mà đã giúp cho hàng trăm gia đình có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống. Vậy nên với những người đã bao đời gắn bó, luôn muốn gìn giữ nghề muối truyền thống của cha ông. Thì ông cha chúng ta đã xác định rồi, con người thì không thể thiếu gạo và muối. Cho nên đó là ông cha ta hồi đó thì nói chung cực khổ lắm mới tạo ra, mở bàn ra được cái sản phẩm muối này. Thì đời ông cha tới giờ thì nó qua ba đời rồi. Thì tôi thì bám theo, năm nay nữa là 54 năm làm muối. Thuận lợi quá, khó khăn quá, do ảnh hưởng thời tiết rồi này kia thì nói chung qua cái nghề làm muối thì so với các cái ngành nghề khác thì nghề muối chúng ta vẫn giữ vững được, tạm thời giữ vững được nuôi sống gia đình truyền thống. Ba đời ông nội tới ông già tới tôi thì nói chung là muối này là tôi phải cố gắng giữ. Nói chung làm nó thì nói chung giàu thì cũng không giàu, nhưng mà nghèo thì cũng không đến đổi. Đời tôi bây giờ, con tôi thì bây giờ tôi cũng tập tành cho nó làm đặng giữ cái nghề muối này. Nhằm bảo tồn và phát triển kinh tế nghề làm muối, năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cấp bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm muối ở Bạc Liêu. Cùng với đó, mô hình muối trải bạc và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nghề làm muối cũng đã được đầu tư hỗ trợ. Cái sản xuất muối thì cũng có những cái hộ phải nói là bám vào muối để sống, để sản xuất. Thì qua đó thì cũng có nhiều chú là cũng khá giàu từ nghề muối này. Thì hiện nay huyện chúng tôi cũng đang hỗ trợ xây dựng một cái gọi là nghệ nhân, sẽ hỗ trợ là để nhà nước công nhận là những cái nghệ nhân trong cái nghề sản xuất muối. Thì qua đó để tiếp tục là giữ vững cái nghề truyền thống này. Với sự quan tâm của nhà nước cùng với tinh thần bảo tồn phát huy ngành nghề truyền thống của diêm dân sẽ chính là điều kiện thuận lợi để nghề làm muối ở Bạc Liêu được duy trì và phát triển, qua đó giúp đời sống kinh tế của người dân nơi đây sẽ không ngừng được cải thiện, nâng cao.